Indonesia tháng 14 không trong ngày không có khán giả. Sau khi xảy ra sự kiện đau lòng vào hôm 1 tháng 10, U17 Indonesia phải đá không khán giả nhưng thắng đậm 14-0 trước Guam. Theo đó, Liên đoàn bóng đá Indonesia PSI đã thông báo các trận bảng B vòng loại U17 châu Á 2023 tại Indonesia sẽ không đón khán giả. PSSI thông báo, vì sự an toàn và thuận lợi của trận đấu cũng như tôn trọng và chia sẻ đau buồn vì những gì xảy ra tại sân vận động Kanjuruhan, Malang, vòng loại U17 châu Á 2023 chính thức được tổ chức mà không có khán giả. Hệ thống sẽ hoàn tiền cho những người mua vé. Nguyên nhân là 125 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương trong vụ bạo loạn trên sân vận động Kanjuruhan sau trận đấu giữa Arema FC và Persebaya Surabaya tại vòng 11. Giải vô địch quốc gia Indonesia Liga 1 2022-2023. Trước trận đấu giữa U17 Indonesia và Guam, hai đội đã dành phút tưởng niệm cho các nạn nhân. Hình ảnh được PSSI đăng tải cũng để màu trắng đen. Đội bóng xứ Vạn Đảo ghi 7 bàn trong hiệp 1, họ có thêm 7 bàn ở hiệp 2 để thắng Guam chung cuộc 14-0. Chiến thắng này được xem là sự an ủi và động viên cho người hâm mộ bóng đá xứ Vạn Đảo có thể vượt qua nỗi đau hôm 1 tháng 10. Trước đó, Malaysia thắng Palestine 4-0, UAE thắng Guam 9-0. Như vậy, Guam nhận đến 23 bàn thua sau 2 trận đấu. Bảng B vòng loại U17 châu Á 2023 được tổ chức ở Indonesia, bao gồm chủ nhà Indonesia, UAE, Malaysia, Guam và Palestine.